Thu Thủy chính thức công bố bạn trai sau hơn một năm ly hôn, oà khóc khi nói điều này. Chia sẻ của Thu Thủy khiến nhiều người rơi nước mắt vì xúc động, sau thời gian dài vắng bóng vì những biến cố trong cuộc sống. Mới đây, ca sĩ Thu Thủy chính thức trở lại với dự án âm nhạc mới của mình. Ngay trong họp báo, nữ ca sĩ xinh đẹp khiến nhiều người bất ngờ khi lần đầu tiên chính thức công khai bạn trai. Thu Thủy và tình trẻ trong buổi họp báo. Trước đó, người hâm mộ đã nhiều lần nghi vấn sự xuất hiện của chàng trai trẻ tuổi bên cạnh Thu Thủy. Tuy nhiên, trước những xì xào từ cư dân mạng, Thu Thủy và bạn trai đều giữ im lặng, không hề lên tiếng xác nhận hay phủ nhận. Chính vì thế, khi Thu Thủy quyết định công khai chuyện tình cảm, khá nhiều người cảm thấy bất ngờ. Khi nói về chuyện tình cảm, Thu Thủy òa khóc. Khi vừa nhắc đến người đàn ông bên cạnh, cô chia sẻ: "Và em cũng nhân dịp đây rất là cảm ơn anh vì đã cùng em chia sẻ rất là nhiều trong cuộc sống, rất là hiểu và thương hai mẹ con em. Vì khi anh gặp em cũng có nói em không còn trẻ, không phải là con gái mới lớn. Em đã có một đứa con, mọi thứ xung quanh em thời gian đều dành cho con. Em không có nhiều thời gian để yêu nhau như thời mới yêu. Trước khi anh đến với em đã nói với anh những khó khăn, để khi anh bước vào anh sẽ hiểu. Chứ không phải là tình yêu như mọi người thấy là khi yêu mới dành nhiều thời gian đi chơi nhiều. Tất cả mọi điều em đều nói cho anh biết đó là khó khăn. Nếu anh chấp nhận thì anh ở cạnh em, còn không thì em sẽ ở một mình nuôi con. Nhưng dịp đây cảm ơn anh đã xuất hiện đúng lúc để em mở lòng. Cảm ơn anh." Trong suốt đoạn chia sẻ của mình, Thu Thủy đều không cầm được nước mắt. Khoảnh khắc cô òa khóc đã được người yêu ôm chặt khiến ai cũng xúc động. Hy vọng sóng gió qua đi, Thu Thủy sẽ hạnh phúc với tình yêu của mình. Người yêu nữ ca sĩ âu yếm bế con riêng của cô, bé Henry, gọi Kim Nguyễn là bố và cũng được bạn trai của mẹ xem như con ruột. Thu Thủy tâm sự cô từng đắn đo nhiều khi đến với chàng trai kém mình 10 tuổi. "Tôi không phải cô gái mới lớn, cũng không còn quá trẻ để yêu như lúc ban đầu. Ngoài ra tôi còn có một đứa con trai. Khi yêu ai tôi cần người đó phải thương con mình. Trước thì mới tin tưởng để tiến tới được. Dù rào cản như chúng tôi lớn, Kim Nguyễn luôn dành cho con trai tôi tình yêu thương và sự che chở của một người cha. Tôi hạnh phúc khi nghe con gọi anh ấy là bố," Thu Thủy nói. Nói về tình cảm với người yêu hơn 10 tuổi, bạn trai nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi không quan tâm ngoại hình, tuổi tác hay sự nghiệp của người ấy, mà chỉ cần có cảm xúc thật sự và cùng nhau hướng đến hạnh phúc gia đình. Thủy cho tôi cảm giác an toàn và sự đầm ấm mà tôi đang tìm kiếm. Cô ấy hay bảo tôi nên đi tìm một cô gái trẻ hơn vì Thủy từng đổ vỡ hôn nhân và đã có con rồi. Nhưng tôi nói anh thương em và anh thương con. Tôi coi con của Thủy như con mình, con nít cần có đủ cha và mẹ. Tôi hứa sẽ là người cha thật tốt của con." Có lòng tốt đi phát cơm từ thiện, Lê Dương Bảo Lâm bị giang hồ đánh tới tấp. Dù hai vợ chồng muốn làm những điều giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn, nhưng lại bị một số kẻ xấu hành hung. Anh là một trong những trường hợp đầu tiên mắc phải sự việc gây bức xúc này. Đi làm từ thiện lại bị hành hung vô cớ. Mới đây nhất, trên trang cá nhân của một tài khoản chia sẻ đoạn clip vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm đi phát cơm từ thiện ở bệnh viện Ung Bướu, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên sự việc sẽ không quá ồn ào khi nam diễn viên hài bất ngờ bị những kẻ xấu lôi ra đánh giữa đường trong sự can ngăn của nhiều người. Chủ nhân đăng tải clip này bức xúc: "Tức thiệt chứ, đi phát cơm mà cũng không yên. Mấy quán vòng vòng ngay bệnh viện, nó cho người ta đánh nha mọi người, nó nói phát cơm vậy rồi sao nó bán, mốt ai muốn làm thì vô thẳng bệnh viện luôn. Tại anh chị em không có thời gian nên khuya làm sáng phát luôn, mất dạy thiệt chứ, mấy quán gần bệnh viện Ung Bướu, cẩn thận nha." Nam diễn viên hài đang phát cơm cho những hoàn cảnh nghèo ở bệnh viện thì bất ngờ có hai kẻ lạ mặt xuất hiện. Họ giả vờ vào xin cơm rồi chửi bới và lao vào thắng xe của Lê Dương Bảo Lâm, lôi anh ra hành hung giữa đường. Mặc cho bị đánh tới tấp, anh vẫn chịu đựng và không có hành động nào đáp trả. Kẻ lạ mặt này đe dọa cho anh 10 phút để rời khỏi khu vực bệnh viện, không cho Lê Dương Bảo Lâm gửi cơm đến mọi người. Tại nơi xảy ra sự việc, bà xã anh đã chạy vào can ngăn và la lớn. Những kẻ xấu không dừng lại hành động, lại đánh thẳng vào anh. Clip này được đăng tải rất nhiều trên các diễn đàn và khiến mọi người bức xúc, bởi lẽ đây là trường hợp khó chấp nhận. Bởi lẽ hoàn cảnh khó khăn đều cần phải được giúp đỡ, các nghệ sĩ đã dành thời gian hỗ trợ mọi người để họ phần nào giảm bớt chi phí, lo lắng trong những ngày chữa bệnh. Liên lạc với Lê Dương Bảo Lâm thì anh đang đi quay và không có phản hồi, còn bà xã nam diễn viên lại từ chối. Khéo nói đến vấn đề này, chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi thêm để có thông tin từ nhân vật gặp sự cố. Lê Dương Bảo Lâm bị khán giả đòi tẩy chay khi bị tố dàn dựng quay clip làm từ thiện để PR tên tuổi. Tưởng chừng là phát tâm làm từ thiện, nhưng ngay sau đó Lê Dương Bảo Lâm lại bị khán giả chỉ trích vì tất cả đều là dàn dựng mà thôi.
liên quan đến việc Lê Dương Bảo Lâm bị hai đối tượng thanh niên đe dọa khi phát cơm từ thiện trước cổng bệnh viện Ung Bướu ngày hôm qua. Nhiều người bày tỏ sự thất vọng với nam diễn viên khi nhiều tình tiết trong đoạn clip được cho là dàn dựng đánh bóng tên tuổi. Theo như đưa tin của báo, phóng viên đã đến tận hiện trường ngày hôm qua và phỏng vấn những người xung quanh. Và thật bất ngờ, chính những chứng kiến sự việc đã tố Lê Dương Bảo Lâm là người đứng sau đoạn clip gây tranh cãi đó. Đoạn clip Lê Dương Bảo Lâm cùng người thân bị hai đối tượng đe dọa khi phát cơm từ thiện trước cổng bệnh viện. Sau khi đoạn clip được phát tán, cộng đồng mạng vô cùng bức xúc trước hành động của hai thanh niên. Tuy nhiên, nhiều người cũng chỉ ra rằng đây chỉ là chiêu trò PR của nam diễn viên hài mà thôi. Thời điểm này, tôi thấy có người đến phát cơm từ thiện, người dân nghèo cũng tập trung đông để nhận. Trong lúc phát cơm thì có hai thanh niên bịt mặt đi xe máy tới xô đẩy, không cho nam thanh niên áo trắng phát cơm. Thấy có đánh nhau, tôi vội chạy tới can thì bọn họ bảo đang diễn để quay phim chú ơi. Tôi thấy có một số người đứng bên cạnh cầm điện thoại giơ lên quay phim chụp ảnh gì đó. Tôi cũng bất ngờ vì có biết gì đâu, tưởng đánh nhau thật nên mới vào can, bác xe ôm chia sẻ. Nhiều khán giả để lại bình luận đòi tẩy chay Lê Dương Bảo Lâm vì hành động PR trá hình của mình. Cái vụ này là diễn nhé, trước giờ những ai đi phát cơm miễn phí ở đây thì chưa bao giờ bị gây khó khăn cả. Nếu nó đánh thì Lê Dương Bảo Lâm này không có đường mà về luôn. Chứ ai đánh mà như phủi bụi vậy phải không? Thằng này bán hàng online nên anh em cẩn thận kẻo bị dắt mũi đó. Hôm qua có bạn comment kêu nghi dàn dựng thì bị máy thánh vào chửi không kịp vuốt mặt. Hôm nay hy vọng bạn đó đọc được bài viết này. Mặc dù chưa rõ nguyên nhân và nhân vật chính trong sự việc lên tiếng, nhưng thời gian gần đây, Lê Dương Bảo Lâm thường xuyên bị ném đá trên các diễn đàn mạng. Nổi tiếng nhờ khả năng diễn hài, nhưng Lê Dương Bảo Lâm lại khiến nhiều người ngán ngẩm khi thường xuyên bia kem trộm, ăn nói kém duyên và những trò lầm lố của mình khi livestream bán hàng. Bị tố dàn cảnh bị đánh để bia tên tuổi, Lê Dương Bảo Lâm đáp trả cực gắt. Tôi không dại dột đem lòng tự trọng của mình ra để làm chuyện đó. Danh hài Lê Dương Bảo Lâm cho biết anh thực sự tức giận và bức xúc trước những thông tin sai trái về anh. Lê Dương Bảo Lâm cho biết lẽ ra anh sẽ không trả lời gì vì ngại phiền phức rắc rối đến công an. Nhưng có dư luận đã hiểu sai đến mức như vậy nên anh phải đành nói ra. Khi đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn thì khá nhiều người nghi ngờ phía Lê Dương Bảo Lâm dàn dựng nhằm gây sự chú ý. Sau khoảng thời gian im lặng, mới đây, Lê Dương Bảo Lâm chính thức lên tiếng về những ồn ào bị đánh khi đi phát cơm từ thiện gây tranh cãi. Hiện tại có rất nhiều nguồn thông tin đa chiều về việc Lê Dương Bảo Lâm bị giang hồ đánh khi làm từ thiện. Trong đó có khá nhiều người cho rằng anh đang diễn, bản thân anh chia sẻ gì về thông tin này. Lâm xin chia sẻ như sau, câu chuyện diễn ra rất đơn giản. Một tuần vợ tôi sẽ phát cơm tại bệnh viện Ung Bướu thành phố Hồ Chí Minh 2 lần. Trước khi sự việc xảy ra, khoảng 3-4 bữa trước, có người tới cảnh cáo vợ tôi rồi. Lúc đó họ nói vợ tôi là cứ phát ngay giờ cơm như vậy thì quán của họ không bán được. Nhưng vợ tôi về không nói cho tôi biết. Khi làm từ thiện tôi chỉ nghĩ rằng giờ cơm mình phát cơm để người nghèo đỡ phần nào chi phí. Dù tôi biết mỗi một hộp cơm không quá nhiều tiền, còn phát vào những giờ lưng lửng thì cơm, thức ăn hết nóng, tội cho người nhận. Hôm xảy ra clip bị đánh, tôi đi tập tại gần nên chạy qua phát phụ vợ luôn. Ngày hôm đó có con và má vợ tôi đi cùng. Nhiều người nói tại sao tôi hiền vậy không phản ứng lại, nhưng nếu như những người đó làm gì tôi hay đâm vợ con tôi thì tôi biết làm sao. Ban đầu chỉ có một người đánh tôi, sau đó là hai người, thì tôi không biết còn bao nhiêu người ở đó nữa. Khi gặp chuyện này tôi lên mạng xem thông tin thì thấy có nhiều người bị trường hợp như vậy rồi. Mới đây nhất trong một bài phỏng vấn có một nhân chứng lại xác nhận thông tin. Khi vào can đánh nhau thì nhận được thông tin họ đang diễn để quay phim, anh nói gì về thông tin này? Tôi thực sự tức giận và bức xúc trước điều này. Chả ai đưa danh dự mình ra đánh đổi như thế cả. Tôi đâu có bức tài vô dụng, thiếu show đâu mà phải làm như vậy. Lịch show lịch diễn tôi tham gia vẫn kín. Tôi lẽ ra không trả lời gì vì tôi ngại phiền phức rắc rối đến công an này nọ. Nhưng có dư luận đã hiểu sai đến mức như vậy, tôi đành phải nói ra. Hiện tại hình ảnh anh có ổn hay gặp trở ngại gì sau những ồn ào không hay lan truyền với tốc độ chóng mặt. Dù bức xúc và biến động tâm lý, tôi tập quen để tiếp tục công việc, hai ngày nay tôi vẫn làm việc quay hình tối mặt mũi. Cạnh đó nhận fly để kiếm tiền lo cho gia đình, dù gì thì vẫn lao động, trụ cột gia đình không hề đơn giản. Giải pháp hiện tại của anh về vấn đề này, tôi chỉ phản hồi một lần duy nhất, còn ai đẩy cả chuyện đi xa thì chắc chắn kệ họ. Nói qua nói về chỉ mất thời gian và đau đầu thêm. Muốn nhắn gửi gì đến những anti fan đang nhắm vào chỉ trích anh?
Trên Facebook tôi chia sẻ rõ ràng rằng ai cũng có gia đình, có lòng tự trọng riêng. Lâm không dạy dột đem lòng tự trọng của mình ra để dàn cảnh, để được quan tâm như các bạn nghĩ. Còn khi các bạn cố tình đẩy mọi chuyện theo hướng mình nhằm hả hê thì xin phép cho Lâm không bàn tới, mong các bạn sẽ hiểu. Nguyên văn dòng chia sẻ của Lê Dương Bảo Lâm trên trang cá nhân. Chào cả nhà, giờ thì Lâm mới có đủ thời gian để chia sẻ đến khán giả, anh chị báo chí truyền thông ồn ào ngày qua. Từ đêm qua, Lâm nhận nhiều cuộc gọi từ báo chí anh em nghệ sĩ hỏi tình hình, xin lỗi mọi người vì lịch ghi hình hôm qua đến khuya và nay nguyên ngày tiếp tục. Thứ nhất, câu chuyện diễn ra rất đơn giản, một tuần vợ tôi sẽ phát cơm tại bệnh viện ung bú, thành phố Hồ Chí Minh 2 lần. Trước khi sự việc xảy ra khoảng 3-4 bữa trước, có người tới cảnh cáo vợ tôi rồi, lúc đó họ nói vợ tôi là cứ phát cơm ngay giữa cơm như vậy. Là quán của họ không bán được, nhưng vợ tôi về không nói cho tôi biết. Khi làm từ thiện tôi chỉ nghĩ rằng giờ cơm mình phát cơm để người nghèo đỡ phần nào chi phí. Dù tôi biết mỗi hộp cơm không quá nhiều tiền, còn phát vào những giờ lân lận thì cơm thức ăn hết nóng, tội cho người nhận. Hôm xảy ra clip bị đánh, tôi đi tập tạ gần nên chạy qua phát phụ vợ. Ngày hôm đó có con và má vợ tôi đi cùng. Nhiều người nói tại sao tôi hiền vậy không phản ứng lại. Nhưng nếu như những người đó làm gì tôi hay đâm vợ con tôi thì tôi biết làm sao. Ban đầu chỉ có một người đánh tôi, sau đó là hai người, thì tôi không biết còn bao nhiêu người ở đó nữa. Khi gặp chuyện này tôi lên mạng xem thông tin thì thấy có nhiều người bị trường hợp như vậy rồi. Cá nhân tôi tức giận và thấy người nghệ sĩ quá tội. Khi làm việc tử tế vẫn bị điều tiếng, thậm chí bị đánh đòn. Trước đây tôi xem clip một số anh chị bị ném chai lọ, bị đánh khi diễn, nhưng không ngờ nên là đánh mình. Tôi cũng như người khác có tự ái, có tức giận, nhưng vì không muốn mọi chuyện rùm beng, tôi và gia đình quyết định không lên tiếng. Khi tôi im lặng, một số thành phần bảo tôi sợ, tôi giận chuyện ABC, thậm chí họ vào thẳng Facebook nói tôi đủ điều, cảm giác thực sự quá khủng khiếp. Xin gửi những bạn anti-fan hay thành phần chưa hiểu tôi, ai cũng có gia đình, lòng tự trọng riêng. Lâm không dạy dột đem lòng tự trọng của mình ra để dàn cảnh, để được quan tâm như các bạn nghĩ. Còn khi các bạn cố tình đẩy mọi chuyện theo hướng mình nhằm hả hê, thì xin phép cho Lâm không bàn tới. Thực sự tôi rất sốc khi thấy thông tin người gần đó khẳng định đang diện để quay clip, chẳng ai rồ dài dàn cảnh đánh đập khi vợ con, mẹ của mình ở đó cả. Thứ hai, tôi muốn gửi lời cảm ơn anh chị nghệ sĩ đã nhắn tin cho tôi, không được thì nhờ người làm truyền thông gửi đến tôi lời động viên. Xin lỗi anh chị vì em mà phải suy nghĩ và lo lắng trong hôm qua đến nay. Tôi cũng gửi lời cảm ơn báo chí đã chờ đợi nghe tôi phản hồi, chứ không đưa thông tin một chiều đến khán giả. Thứ ba, chia sẻ một chút cùng các bạn. Khi vừa ra trường, tôi chỉ mong công việc ổn định, lo cho gia đình, vì tôi không muốn ai thiếu thốn. Khi cuộc sống ổn hơn, thu nhập tạm ổn, gia đình tôi hạnh phúc và chỉ cầu mong công việc cứ thế đều đặn là được. Còn danh tiếng làm nghệ sĩ đa số đều cần, nhưng đó chưa phải là tất cả. Cá nhân tôi chỉ cần ổn định hạnh phúc và anh chị trong nghề báo chí yêu thương là đủ. Thứ tư, tôi biết khi phản hồi sẽ tiếp tục nhận những ý kiến trái chiều, nhưng xin phép khép lại tại đây. Tôi còn đi làm, còn lo cho vợ con nữa hơn là đôi co với những ai nghĩ mình dựng chuyện.